Kính thưa Thích Thượng Tọa, có một ý nhỏ nữa, con xin hỏi trong dân gian bọn chúng ta nhiều người cúng cô hồn, cô bác rồi trước khi cúng ông bà tổ tiên là xin các chư vị tôn thần cô bác để cho ông bà vô nhà rồi cúng, kể cả ngày Tết. Cái thứ hai nữa, ngày rằm mùng 1 cũng cúng cô bác, rồi sau đó rồi đêm rải gạo muối diêm mễ khắp các đường phố quanh xóm. Như vậy việc cúng đó có phải là mê tín dị đoan hay không? Đó là cúng... thổ sư mê tín. Và có nhiều người giải đáp rằng đó là những cô hồn, còn có người giải đáp rằng đó là những người đã ngạ quỷ. Xin hết. Để quý vị hiểu rõ cái sự vô ích do mê tín qua tập tục túng mà câu hỏi nêu ra đó, thì chúng ta biết là trong thời kỳ chiến tranh đó, thì cái người nghèo khó, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc đó, phải tị nạn. Thì khi đi tị nạn chiến tranh đó, thì người ta chỉ có mang theo lương khô thôi, đó là gạo và một số ngũ cốc với là muối, còn các thứ khác không mang theo được vì không đủ sức để mang, và cũng không thể kéo tất tần tật mọi thứ đi theo được. Do đó người ta phải ăn lương khô với hình thức là cháo, không? Một nắm gạo nấu ra một cái nồi cháo lớn. Rồi sau này nó trở thành như là văn hóa ẩm thực. Người Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và những nước ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc đó, đều ăn cháo. Nó phát xuất từ cái bối cảnh chiến tranh đó. Và trong quá trình đi tị nạn chính trị và tị nạn chiến tranh đó, thì cái chết thỉnh thoảng sẽ xảy ra với một số thành viên hay là nhiều thành viên trong gia đình hay trong cộng đồng. Người ta cũng không thể mang xác chết đó đi theo được. Thì để tưởng nhớ những người chết đó, mặc dù đang ở chỗ nào thì người ta lấy cái lương thực mình ăn theo đó, đó là gạo và muối thôi, cúng. Rồi sau này lý giải đó là cúng cô hồn. Chúng ta thử hình dung nè, mình là người còn sống nè, ai cho mình một chén gạo với mấy cái muỗng muối mình có ăn được không? Người nào bản lĩnh nhai vào chút xíu là sinh bụng, hư bao tử. Mình còn sống cũng ăn không được. Giả sử cô hồn ấy, mà có thật ấy, thì cô hồn ăn sao được? Người sống ăn không được thì cô hồn cũng không ăn được. Đang khi cái ăn đối với con người, giờ là người sống hay người chết á, phải là ăn những vật mình có thể nhai được, nuốt được, tiêu hóa được, tuần hoàn được trong cơ thể để tạo ra chất bổ. Còn gạo mang đi với muối như là vừa nêu trong cái bối cảnh lịch sử đó, nó tạo ra tập tục này đó, thì làm sao mà cô hồn ăn được? Cái cúng đó là vô ích. Huống hồ á, chỉ có một vài hạt, một vài nắm như thế này rải chỗ này, nó rớt xuống, nó hòa trộn với đất, với cát, với rác, với là vi khuẩn, côn trùng. Ăn vô có nước, nếu còn sống đó nha, là hư gan, hư phổi, hư thận, tiêu điều. Làm sao ăn được? Bởi vì nó trải qua nhiều thế kỷ, người trước làm sai, nói sao thì người sau làm bậy như vậy. Cứ thế hệ này truyền cho thế hệ khác thôi. Chúng ta lười biếng đặt vấn đề, hoặc là sợ đặt vấn đề, hay là không quan tâm đến việc đặt vấn đề. Cho nên các mê tín có cơ hội sống sai, sống dài, sống dở trong đời sống văn hóa và tinh thần của con người. Trai đàn mà Phật giáo Trung Hoa khởi xướng đó, nó có hai tên gọi. Tên gọi phổ thông nhất đó là chẩn tế, gọi đủ là chẩn bằng và tế độ. Chẩn là cho, bằng là người nghèo. Chẩn bằng là ngay cái ngày giỗ của người thân, cha mẹ, vợ chồng, với cái tình cảm quý trọng đó, cho nên chúng ta mới làm việc phước cho những người nghèo khó, bất hạnh bằng cách là tặng biếu gạo, tặng biếu trái cây, tặng biếu tiền bạc. Nhưng mà khi cho đó thì Đức Phật dạy rất rõ, cho với tâm trân trọng, cho không tiếc nuối, cho với lòng hoan hỷ, cho không chậm trễ, cho không trì hoãn. Đó là bố thí ba la mật. Tế độ đó là cầu siêu cho người chết, có thể vì sự tiếc nuối, sự chấp trước có thể bị trì hoãn tái sinh trong một thời gian. Theo quan điểm của Trung Hoa mà, thời gian trì hoãn nhiều nhất là 49 ngày. Còn theo Đức Phật đó, tái sinh ngay lập tức thôi. Thì lúc đó đó họ nghe các bài kinh mà nội dung của nó để nhắc nhở vô thường xảy ra là có thật, ngày tháng năm chết đó là ngày khai tử, phải thừa nhận nó là sự thật chứ không có chối bỏ nó, đi ngược lại nó. Còn vô ngã để giúp cho chúng ta không đánh đồng thi thể này, nhà cửa, người thân là sở hữu của tôi. Mục đích của việc là cúng là như thế, giúp cho người chưa siêu đó nhận thức được vô ngã và vô thường để không chấp nữa. Do đó, các vật cúng chỉ là tượng trưng vì không ai ăn được. Ăn nó diễn ra đối với con người còn sống, còn hai hàm răng để nhai, cổ để nuốt, bao tử để tiêu hóa, lục phủ ngũ tạng để tuần hoàn. Còn con người chết đó là toàn bộ các cái hoạt động đó không diễn ra nữa, thì làm sao mà có sự ăn? Cô hồn là sao ăn được? Thực tế đó, sự ăn diễn ra khi cô còn sống thôi. Còn cô hồn theo định nghĩa là gì? Chỉ có tâm thức. Tâm thức không thể tồn tại độc lập ngoài cơ thể con người, mà điểm bắt đầu của nó là cái phôi thai. Thì trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói rất rõ, để hình thành một mầm sống mới thì phải có 4 yếu tố: tinh cha, trứng mẹ, tinh và trứng giao cấu trong ngày người nữ thụ thai và không có biện pháp tránh thai an toàn. Và thứ tư á, là trên quả địa cầu này có một hoặc nhiều người vừa chết mà mẫu số nghiệp của người đó, đó gần bằng với cái người nữ và người nam đang giao cấu này, cho nên sanh ra làm cha mẹ lẫn nhau, cha mẹ con cái lẫn nhau, để mang cùng gen di truyền về thân tướng và cùng cái cộng nghiệp gia đình, cộng nghiệp làng xóm, cộng nghiệp quốc gia. Chứ không phải vô tình hay là ông thượng đế nào, ông thần linh nào, bà thần linh nào sắp xếp theo cái ý muốn chủ quan của mình được. Nhân quả tự quyết định, nó không có sai sót. Có người sắp xếp là có sai sót. Ngay cả máy vi tính, công nghệ, cách bằng công nghệ lần thứ tư đi nữa cũng có sai sót. Nhưng mà nhân quả thì không có sai sót. Do đó, tôi khuyên các quý Phật tử đó không nên cúng cô hồn tại tư gia vì vô ích. Và các chùa cũng nên mạnh dạn không nên cúng cô hồn nữa vào 4 giờ chiều, do ảnh hưởng từ tập tục của Phật giáo Trung Hoa mà vốn đạo Phật Ấn Độ không có. Tái sanh liền còn đâu mà cúng. Còn việc có cảnh giới sống ngạ quỷ là được thêm vào khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, vào trong kinh điển, với mục đích giáo dục đạo đức, nhất là đối với những thành phần cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ, vào tù ra khám mà chẳng ăn chung gì, thậm chí tử hình cũng không sợ. Thì nghe cái cách trừng phạt dưới địa ngục, tức là âm phủ, chết đi sống lại hàng tỷ lần, bầm chặt, chảo dầu sôi, như thế là nổi với gà rồi, tống cái mà ta sợ không dám làm nữa. Đó là mục đích giáo dục đạo đức ta. Chứ nếu mà ở dưới âm phủ mà có sự trừng phạt như thế đó, thì luật nhân quả vứt bỏ đi, không xài được nữa. Đa khi cốt lõi của đạo Phật là luật nhân quả. Chứ ta phải hiểu rõ những cái phát sinh về sau này để không tiếp tục mê tín. Do đó, trong lễ dỗ đó, nếu quý vị chẩn tế, tức là làm lễ chẩn bằng đó, thì đừng có biến các trẻ em nghèo thành cô hồn sống thật, đè đầu, cởi cổ, đạp lẫn nhau, tranh giành chỉ có 100 đồng, 200 đồng, phản cảm, phản văn hóa. mà lỡ chúng đánh chảy máu nhau chỉ vì một vài đồng tiền bạc cắt đó thì tội lỗi vô cùng, và làm cho quần chúng, nhất là giới trí thức, giới trẻ đó xoay lưng với đạo Phật vì ngộ nhận đạo Phật mê tín. Đa khi mê tín đó nó thuộc về tập tục Trung Quốc chứ không phải của đạo Phật, nhưng mà nó gắn kết với các chùa Trung Quốc và chùa Việt Nam. Cho nên quý vị tập thói quen đó là sau cái giờ cúng kỷ niệm người thân thì quý vị đi làm từ thiện, ngày đó ăn chay, không gieo nghiệp sát, không phí của, để tưởng niệm và hưởng công đức cho người qua đời. Thì nói theo kinh Phật đó, kẻ còn lẫn người mất đó, đều được lệ lạc. Chúng ta phải mạnh dạn thay đổi những cái tập tục mà nó có gốc rễ từ mê tín hoặc là có gốc rễ từ sự phương tiện, thì chúng ta cần phải làm mới ha. Nhờ đó các hành động của chúng ta đó đối với người chết qua các lễ dỗ đó được lệ lạc.